Kabanlem, chúa hề mới nổi trên mạng xã hội là ai mà khiến nhiều người phát cuồng đến thế? Kabanlem hiện đang là TikToker hot nhất trong những ngày vừa qua với hàng loạt video đơn giản hóa cuộc sống khiến cộng đồng phát cuồng. Từ đầu đến cuối, anh chàng chẳng hề hé môi nói nửa lời, nhưng gương mặt hài hước, biểu cảm bá đạo của anh khiến dân tình cực kỳ thích thú và phải nhấn theo dõi ngay tức khắc. TikTok hiện là nền tảng xem video phát triển mạnh mẽ nhất hiện nay. TikTok hiện đã có mặt ở hơn 150 quốc gia và có sẵn 75 ngôn ngữ. Chính vì thế, cộng đồng TikTok sở hữu rất nhiều nhân tố thú vị, từ những hot girl xinh đẹp, nam thần tài năng cho tới cả những chúa hề gây hài cho mọi người bằng đủ mọi cách khác nhau. Một trong những tài năng mới nổi trong thời gian gần đây chính là anh chàng da màu tên Kabanlem. TikToker này sinh ngày 9 tháng 3 năm 2000 ở Chivasso, Turin, Italia. Kabanlem mới tốt nghiệp trung học tại một trường tư thục ở quê nhà. Bố của Kabanlem làm kinh doanh, còn mẹ anh là một bà nội trợ. Anh chàng sở hữu hàng loạt video có nội dung vô cùng đơn giản nhưng cũng rất độc đáo. Giữa hàng loạt video trai xinh gái đẹp khoe thân, dập khuôn theo trend nhất định hay các chủ tịch giả nghèo khiến cộng đồng mạng bội thực, thì Kabanlem chính là nguồn gió mới khiến người xem thích thú. Đáng nói, anh chàng da màu này không phô diễn bất cứ tài năng đặc biệt nào trong các video của mình. Những video của anh chàng chủ yếu dùng để bóc mẽ những người xử lý tình huống rườm rà, làm phức tạp hóa mọi chuyện. Điểm gây hài chính là biểu cảm, chuyện gì cũng đến tay tôi của anh chàng, những cái lắc đầu ngao ngán mà không cần đến bất cứ lời nói nào xuyên suốt video. Hiện Kabanlem có tới 34 triệu người theo dõi trên TikTok, trong đó sở hữu những video hàng chục triệu view trở lên. Một video có lượng xem cao nhất của anh chàng đã lên tới 200 triệu view, sánh ngang với những ngôi sao nổi tiếng nhất trên mạng xã hội. Tuy mới chỉ tham gia TikTok được hơn một năm, nhưng anh chàng là người có lượng theo dõi cao nhất tại TikTok Italia. Với sức tăng trưởng mạnh mẽ như hiện tại, nhiều người dự đoán sớm muộn gì anh cũng lọt top 100 những người có lượng follow đông đảo nhất trên nền tảng này. Kaban chinh phục người xem bằng những video đơn giản, hiệu quả nhằm chỉ trích sự lố lăng, rườm rà của những TikToker khác, hoặc những video hướng dẫn mẹo vặt cuộc sống không cần thiết, gây tốn thời gian, công sức mà chẳng mang lại điều gì. Anh chàng được các bạn trẻ vô cùng yêu quý, ai nấy đều cho rằng những video của Kaban mang lại cảm giác dễ chịu, xả stress. Người xem rất cần điều này bởi cuộc sống ngoài kia đã quá bộn bề và phức tạp rồi. Chính vì vậy, dù Kaban ra video dày đặc nhưng vẫn được người xem đón nhận, ủng hộ. Theo một số nguồn tin, thu nhập của Kaban lên tới 800.000 USD trên tháng. Tôi theo dõi anh chàng này vì biểu cảm quá hài hước, hành động của anh ấy khiến tôi thấy cuộc sống vô cùng phức tạp, được đơn giản hóa đi rất nhiều. Hơn nữa, mỗi lần lên TikTok, thấy các hot boy, hot girl khoe thân, món ăn siêu to khổng lồ, những video vô bổ, phản giáo dục khiến tôi rất khó chịu. Kaban đi ngược lại tất cả những điều đó, được mọi người vô cùng yêu quý, sức ảnh hưởng của anh ấy lớn hơn cả những ngôi sao Hollywood nữa. Chia sẻ với truyền thông, Kaban cho biết bản thân anh chàng cũng không nghĩ mình lại thành công đến như vậy. Ban đầu anh chàng chỉ thu hút được sự chú ý ở Ý, nhưng rồi nhanh chóng vươn ra toàn cầu. Bản thân Kaban không quá để tâm đến thứ hạng và con số. Anh da đen vui vẻ, chỉ muốn đem lại niềm vui và sự giải trí cho mọi người. Đó mới là lý do anh chàng tiếp tục cho ra mắt các video mới. Chàng trai chuyên đi cà khịa người khác, rất yêu bản thân nên anh thường dành thời gian để tập luyện thể dục, thể thao, không sử dụng chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá. Hiện Kaban đang sống cùng bạn gái. Sắp tới, anh chàng vẫn sẽ theo đuổi tinh thần Let it small, suy nghĩ đơn giản thì cuộc đời dễ dàng.